Sáng ngày 22 tháng 10, Hội khuyến học thành phố Hội An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2026 với sự tham gia của 100 đại biểu chính thức cùng đại biểu khách mời. Nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp hội khuyến học tại Hội An đã vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ nguồn quỹ khuyến học hơn 28,5 tỷ đồng. Nổi bật là Hội khuyến học phường Cẩm Nam, phường Cẩm An, chi hội khuyến học trường Trung học phổ thông Trần Quý Cáp, Trung học phổ thông Nguyễn Trãi. Toàn thành phố cũng đã cấp phát 109.543 suất học bổng, khen thưởng và hỗ trợ khó khăn cho học sinh trên địa bàn. Đại hội đã bầu 24 ủy viên ban chấp hành Hội khuyến học thành phố Hội An nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Văn Dung, nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Hội An được bầu giữ chức chủ tịch Hội khuyến học thành phố nhiệm kỳ mới.